Lan ơi. Dạ. Hôm nay sao tự nhiên dẫn anh lên Bình Dương vậy? Bắt đầu từ hôm nay ha, là em sẽ đưa anh đi đến những cái nơi mà gọi là yên bình nhất, thanh bình nhất, an yên nhất, thoải mái nhất. Để anh đoán nha, chắc chắn là ngôi nhà này sẽ có một cặp vợ chồng son. À, dạ anh ơi, cái đôi vợ chồng của gia đình hôm nay mình tới là hơi luống tuổi rồi, cho nên là không có tham gia vợ chồng son được. À. Dạ, mà đã từng tham gia tình trăm năm. Ồ. Và cái số phát sóng của cô chú là được rất là nhiều khán giả yêu thích. Và bây giờ mời quý vị khán giả cùng theo chân hai anh em Quốc Thượng và Ngọc Lan đến gia đình của đôi vợ chồng đặc biệt này. Đi. Em nghĩ là anh gặp chú thì anh sẽ rất là mừng bởi vì gặp rồi. Thương, hai đó. Dạ, con ta. Ây giờ ơi, Quốc Thuận hả? Dạ. Con chào cô. Ngọc Lan nữa nha. Trời ơi, mừng quá, ơn trai. Ô, khoan khoan rồi. Ủa, bố Thành đây, đây rồi, má Thành đâu? Ờ, muốn gặp bà phải không? À. Được, để vô ngồi uống nước đi, vô ngồi con vô. Dạ, dạ, dạ. À, hai đứa vô ngồi uống nước đi. Mới hứa với ta hôm qua đây mà. Nói vậy chứ không có tặng nó cho con đâu nghe không? Dạ con biết rồi. Lúc này vật giả rối ren, ba con ít ghé, thầy sẽ tìm cách nhắn. Con đi cháu lên lên thân mình nè. Dạ. À, dạ. Lục Lan. Dạ. Ngân cơ ơi, mặc bộ đồ đấy cưng ghê ông trời. Đây ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây. Mời ngồi đây. Dạ. Bố Hữu Thành là tụi con rất là quen rồi. À, dạ. Nhưng mà ở đây á, là hôm nay Quốc Thuận mới được có duyên gặp má. À, con xin phép là mời má giới thiệu về mình. Má là tên là Ngọc Bình. Dạ. À, hồi xưa đi hát á là để nghệ danh là Ngọc Bình luôn. Ngọc Bình. À, người mà con của ông chủ gánh Thái Bình. Dạ, để cua được con gái ông bầu ít nhất kép đó phải có cái giọng mùi. Để cái thứ hai là phải có ngoại hình. Dạ. Ba nữa miệng lưỡi chắc cũng dữ lắm nè. Miệng lưỡi tốt à. Nếu miệng lưỡi là mẹ không chịu đâu. Cái nhà này thì có vẻ là nó hơi xa so với lại Sài Gòn, cho nên là mỗi lần mà bố đi quay đồ này nọ là bố dạ. Cũng vẫn đi đi về về vậy á hả? Ờ, đi về về. Chị hai bánh nè, có gì có thôi, cái thành bánh là con đề nghị nha. Đấy. Là bố đừng sử dụng đấy. Bánh nữa. Hay bạn thấy không? Y chang với mấy đứa cháu với con mình nó đâu cho đi đó. Mà em nói anh nghe, khó lắm, cái máu nghệ sĩ đến bây giờ là nó vẫn sôi sục, cho nên là hễ mà đoàn kêu đi một cái là đi liền. Cái nghiệp mà, cái nghiệp của tổ cho, à, nghiệp cho. Cô với ổng là hồi đó có nói anh câu rằng sống thì ở sân khấu, mà chết thì cũng ở sân khấu, không bỏ nghề. Dầu làm, nó xin lỗi làm một người quần chúng đi, cũng làm nữa, miễn nói anh câu rồi ngã chết thì cũng được. Con hạnh phúc quá, con không biết rằng là các đồng nghiệp của con khi nghe những điều này họ nghĩ như thế nào. Là bởi vì đây là một cái điều mà thật đẹp, thật quý của những người lao động nghệ thuật, điển hình như là vợ chồng của bố Hữu Thành. Bố, vậy giờ ít diễn, rồi đi diễn thì lại không có thu nhập cao. Vậy là cái nguồn kinh tế của bố với má Tư thì giờ là từ đâu ạ? Ấy, vậy cũng nhờ con, nhờ cháu, nó tiếp tế một phần. À, bao lâu rồi bố với lại má là không ăn cơm cùng với con cháu ta? Cũng lâu lắm rồi. Khi nào dỗ quải này học tập đầy đủ á. Dạ đủ hết. Dạ. Chứ còn ngoài ra ngày thường này ít lắm. Hôm nay ngoài việc là con với anh Thuận cũng như là quý vị khán giả đừng gõ cửa thăm nhà của bố để hỏi thăm sức khỏe, thì con còn có một món quà đặc biệt dành cho bố với má nữa. Dạ. Bây giờ bố với má nhắm mắt lại nha. Anh Thuận luôn, nhắm mắt lại luôn. 1, 2, 3. Đâu? 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 Bên đây chào chị. Dạ, dạ, về mình dạ. Hay dạ, con chào chú. Chú biết chưa? Biết
thương cháu ngoại của bố. À rồi, mời. Dạ, dạ, dạ mẹ hay vậy. Bí mật mà. Nhưng mà món quà cũng không được trọn vẹn cho lắm là bởi vì con tính là mình mời bốn người con luôn, tất cả các con cháu về đây cùng với bố và má ăn một bữa cơm, nhưng mà do là các anh chị cũng khá là bận nên con có nhiều hay bấy nhiêu. Chị Sáu là nhà ở đâu? Ở Bình Chánh. Con là ở chung với mẹ. Chị Sáu, chị có thường xuyên về đây không chị? Nói chung thì giờ do công việc thôi, nhưng mà không phải mình riêng mình Sáu đâu, tất cả anh em còn lại là còn hai ông anh với thằng em Út nữa tranh thủ. Ví dụ như một hai tuần thì đứa này về, hai rảnh thì chạy về. Lâu lắm rồi là bố với má là cũng không ăn cơm với lại con cháu, cho nên là bây giờ mình nấu cơm đi. Tranh thủ lúc con Sáu nấu đồ ăn ngon lắm á. Con biết nấu ăn không? Con biết sơ sơ chút xíu. Biết sơ sơ vậy là chắc biết chiên trứng. Giờ là giỏi hơn em rồi. Chú khoai trứng. Bữa nay mình nấu món gì vậy chị? Chị về chị nãy giờ chị đâu biết đâu, giờ vô mới thấy mami nấu cái món mà chị thích từ nhỏ luôn á. Là nồi này đây hả? Cái nồi đó đó, món ruột của chị Sáu đó. Mà lý do gì chị thích cái món này dữ vậy? Hồi nhỏ 6 tháng ba mẹ đi suốt mà không có ở nhà, tụi chị phải được tập trung một cái nơi gọi là hậu cứ. Hậu cứ có nghĩa là cái nơi đó con của các nghệ sĩ là phải để lại. Để lại để đi học. Còn nghệ sĩ thì người ta đi hát, còn mình phải ở lại mình đi học chứ. Rồi cứ 6 tháng ba mẹ đi ra miền Trung, 6 tháng đi về miền Tây. Thì mình ở lại mình học thì 6 tháng mới về tập trung một lần. Về đâu được đâu đâu Lan. Về chừng 5 bữa, tuần lễ đi nữa. Là mỗi lần 5 bữa về là nấu cái nồi này. Nấu đi chợ là mami lúc nào cũng nấu cho một nồi canh súp. Là thế là cái nồi canh này là đi theo tuổi thơ chị và cho tới bây giờ luôn. Tới bây giờ luôn. Trong thời gian mình chờ hầm mình lên trên được không? Được rồi, vậy chị mà lên trên ha, chị cho nó nhỏ lửa lại. Bố Thành với má Tư có công nhận là bố con mình ngồi dưới tán cây sa ri này thấy nó đã vậy. Thì con hỏi bố nè, khi mà bố lên kép rồi đó, không biết là trong đoàn á có tị nạnh với nhau không? Có. Cái đời trước cải lương nó ganh tị, nó đi so đo lắm. Bởi vì do đó đó mà bố Thành đi là coi như 40 năm cải lương mà đi gần nghĩa là muốn gần như 40 đoàn hát luôn á. Là tại sao? Bây giờ đó đang hát thì không mà có cái thằng kép nào nó mới về mà làm bộ chảnh chảnh được gắt thôi cho để cho mày hát, tao nhường sân khấu cho mày. Đi 40 năm mà 40 đoàn, gần 40 đoàn hát như vậy là đi đâu là phải cơm ghe bè bạn vợ con đây theo hết, nó khổ vậy đó. Cho nên là khổ không má Tư? Phải khổ, nhưng mà người ta thấy mình con cái đông á, cái tỷ như nó phát lương đủ đó nha. Hồi đó mà ngừng cơm đâu có ăn tập thể, cơm mạnh nhà nào nó nấu mà. Gia đình nhà nào nó nấu thì bắt đầu nó phát phần nữa luôn. Nhưng mà mình cãi á thì nó kêu một khác. Vậy đó, đã gánh rồi má buồn má về ở nhà luôn. Quyết định về nhà. Tại vì quyết định mới về nhà. Về nhà. Rồi bố Thành rời đây mày đó. Đi một mình đó, đi rời đây. Có khi nào đi cả tháng trời đâu về. Trời ơi. 5-6 tháng chưa về. 5-6 tháng chưa về. Cái giai đoạn mà bố đi hát, má ở nhà nuôi mấy đứa con, lại không có gạo ăn, thiếu thốn đủ thứ, lúc đó như thế nào anh? Lúc đó má bán vậy bán xôi. Một ngày bữa sáng không nó bán 6 ký xôi, xôi giò nuôi con. Mẹ con nói đúng ra là mẹ con đùm bọc để sống. Tôi bán rồi mẹ dắt thêm 6 đứa. Ở nhà ông ngoại bà ngoại coi. Để nhà má. Rồi không có chồng bên cạnh. Rồi những cái công việc trong nhà như thế nào? Rồi con nó đau yếu thì sao? Thì chạy mình, dắt chạy mình. Như cái thằng thứ năm đó, nó chạy chơi ngang chùa ông Quang, chạy chơi cái nó bị xe đụng cái bể chân mày, dắt từ đó mà chạy lên bệnh viện mà mình di động. Thì cũng mình lo chứ làm sao. Rồi lúc đó má có nghĩ tới bố Thành, có giận ông không? Hay là có một chút gọi là hơi tủi thân không? Mà tủi thân có. Chiều chiều mà dẫn con đi chơi á, đi ra ngoài bùng binh ở bảy chơi mà thấy người ta chở con chở đồ đi nha, tủi ngộ khóc. Mà không dám khóc ở nhà. Sao không dám khóc ở nhà? Tại vì ở nhà mà khóc rồi bà già bà la bà nói rồi mấy bà già xưa mà. Cái giai đoạn mà bố đi xa nhất, bố đi lâu nhất
nó là ở đâu và bao nhiêu ngày? Bố nhớ không? Trời ơi, đi có gì mới gặp cả năm, hai năm rồi, cả đi năm mấy rồi, Úc Bà Lan đi cả năm mới vậy. Ra miền Trung cả năm rồi, kẹt một cái là ra ngoài rồi hát mà ra miền Trung đi một cái cả năm. Cả năm trời. Phải gặp má chứ gặp người khác thì hồi thời đó mà. Con không dám nghĩ đó. Thì chắc có lẽ cái đời của con á, bởi vậy là nó sướng quá, cho nên nó không có một cái sự gọi là chia ly mà nó xa đây, xa như vậy. Bởi vậy tại sao tới giờ này thì bố quý mẹ tranh động quý lắm, là nhớ lại những cái giai đoạn khó khăn đó, những giai đoạn xa cách như thế mà vẫn trung thủy với chồng. Thấy không? Khó khăn chứ bay phải khuôn trước gì đâu, nhưng mà vẫn chấp nhận đó. Nhờ chỗ đó mà bố trân trọng lắm, bố quý là chỗ đó. Chị, như hồi nhỏ là mình không có được ở gần ba mẹ vậy á, đến mấy tuổi thì chị mới ý thức được cái việc là ủa sao mình không được giống như các bạn khác, là mình không được ở gần ba mẹ? Chị nhớ cái thời đó là khó khăn lắm. Với là chị học sinh giỏi của chị là chị được lãnh 32 đồng. Một tháng chị được lãnh thêm 16 kg gạo, 1.5 kg đường, 1 kg bột rưỡi bột ngọt, 1.5 kg bột giặt, 30 hộp dịch, 50 cuốn tập. Thôi chị nhớ kỹ vậy luôn. Ủa cái đó là thành tích của mình học từ nhỏ, mình được dữ dằn lắm mới được học được vậy mà em. Và cứ 3 tháng mà được lãnh như vậy á, thì em biết là mừng dữ lắm. Em biết chị lãnh thịt á, 1.5 kg thịt heo. Những đứa học sinh giỏi là đứa nào cũng được lãnh. Dạ. Nhưng mà riêng chị á, tại vì ngày xưa chị là lớp trưởng thì chị vô chị nói bắt bài cho con lãnh mỡ không thôi. Ủa sao kỳ vậy? Ăn thịt ngon hơn chị. Là có ngạc nhiên không? Dạ. Tại vì chị nếu chị lấy thịt á thì chị về chị đâu có được ăn. Phải đưa vô trong nhà trẻ cho tập trung ăn. À, nhưng mỡ là không phải chia. Mỡ thì chị không phải chia, chị phải thắng ra chị bỏ vô trong cái keo vậy nè. Rồi mỗi lần chị đi về, nếu bữa đó chị về trễ quá, cơm nó nguội đi, thì chị có quyền chiên cơm lên để chị ăn. Trời ơi, dễ sợ thiệt. Như vậy rõ ràng là cái bản năng sống của chị cực kỳ lớn luôn. Tại từ nhỏ mình không một mình. Đúng rồi. Mình phải biết đường tính. Cái công việc của mình nó cũng bất ổn. Thì cùng lúc đó đoàn hát giải thể, ba mẹ chị lại trong chơi. Bất bên. Dẹp cái nhà trẻ luôn, coi như là nó là xáo trộn cuộc sống gia đình đi. Thì ba chị mới lúc đó mới đùm túm gia đình, dẫn gia đình chị về Sài Gòn. Từ hồi nãy giờ khi mà nghe mẹ kể cái câu chuyện của mẹ lúc tuổi thơ như vậy, con cảm thấy như thế nào? Lúc nghe mẹ kể chỉ cảm thấy mẹ có bản lĩnh là tự độc lập thôi, nhưng mà cũng không có suy nghĩ nhiều là ông bà ngoại có thương yêu mẹ hay không. Qua cái cách mà con nhìn thấy thì ông bà ngoại có cái gọi là cái biểu hiện tình cảm rất là đặc biệt. Giống như Trang, như là thay vì là cha mẹ chăm sóc con cái, mỗi khi mà con cái buồn hay gì đó thì sẽ ở bên. Còn ông bà ngoại thì không có. Khi mẹ lớn hay là ba lớn kiểu này rồi á, thì mẹ mà buồn cái là ông ngoại kêu mẹ qua nhậu. Nhậu hả? Thường là những nỗi buồn của mẹ là về cái gì con biết không? Con nhớ có một lần á, là năm con 17 tuổi. Con đi chơi về khá là khuya luôn. Thì khuya là mấy giờ? Tầm một mấy gần 2 giờ. Cách đây mấy năm hả chị? Gần 10 năm. Dạ. Lúc đó thì mẹ có mắng, mẹ la quá thì mình bức xúc, mình cắn luôn. Lúc con nó hành động với mình như vậy, chị cảm thấy như thế nào chị? Chị không trả lời thẳng câu hỏi của Lan mà chị nói cho Lan nghe một cái tin tức nhỏ thôi. Sau này khoảng hơn 5 năm, có một lần nó nằm với chị, ơ mấy tay chị nè, chị vô trong cái vết thẹo. Nó hỏi chứ, má mì, chứ sao lúc đó con cắn má mì mà má mì cứ để đó vậy? Thì chị mới nói vậy, chứ con muốn má mì đánh con hả? Đánh con đâu có cản được đâu. Lúc đó con đang lì lộn, con đang ngang bướng, con đâu có nghe lời. Thì má mì chỉ muốn lấy cái nỗi đau của má mì. Để tới bây giờ nè, cho con nằm, con suy nghĩ, con nhớ đi. Sau này con có con mà nếu con nó lì á, con kể là cái chuyện này cho con nó nghe để nó cảm được cái tình thương của người mẹ chịu đựng một cái đứa con ngủ ngục như thế nào. Đánh con lúc đó con ngang bướng, con không bao giờ tiếp nhận được điều đó. Bây giờ con tiếp nhận chưa? Và nó ôm chị nó khóc. Thì từ khi lập gia đình đến nay á, ngoài cái chuyện mà mình phải xử lý cái cô con gái này, thì mình có còn một cái sự cố nào ở trong cuộc sống mình nữa không chị? Không riêng chị đâu mà luôn cả ba mẹ chị, cả nhà bên nội lẫn bên ngoại đều phải lo. Lo là ở chỗ con bé này tự nhiên nó mắc vô cái bệnh. Chị hỏi ông bác sĩ hôm nay là nó bị henoxylin. Henoxylin là gì? Là mỏng thành mạch máu.
Tại vì cái mạch máu mình giống như cái ống nước, cái ống nước con mình nó mỏng quá, đụng vô nó bể. Mới đầu mình đi xét nghiệm á thì là sốt huyết, sốt xuất huyết. Nhưng mà thực sự ra em biết lúc đó, thời đó mà mua 1 triệu tiền thuốc để uống 1 tuần á là mắc dữ lắm. Mà em biết là mua xong uống có 1 ngày bỏ. Xong cái chị thấy cháu nó đi tiểu ra máu, chị sợ quá mà người nó sưng to lên giống như cái bong bóng vậy đó. Đem vô bệnh viện Nhi Đồng nằm chung với mấy đứa sốt xuất huyết. Nó để cho mình 2 ngày trời như vậy đó, không tìm ra mình. Thì hên sao chị có một cái cô y tá, cô đưa cho chị một cái địa chỉ. Cô mới nói là cái bệnh của em nó là em biết. Bây giờ chị ẵm con á, đi qua cái địa chỉ này nè, ở công ty Ngô Gia Tự á, chị gặp bác sĩ Quý đi, ông sẽ chỉ chị cái cách nào để chị trị cho con, chứ ở trong này không trị được đâu. Tại vì người ta không chuyên ngành cái này. Mình đi lại gặp ông bác sĩ Quý đó, ông phải đưa chị đi xét nghiệm cho cháu nó. Mẹ em biết 1 ngày phải xét nghiệm 4 lần. Xét nghiệm nước tiểu 1 ngày phải 4 lần. Mẹ em biết lúc đó nó đau á, là 1 mũi thuốc là anh chỉ vàng. Trời ơi. Mà phải chích đúng lúc nó đang đau, mà không được đi ra ngoài chích, phải đi vô bệnh viện Nhi Đồng chứ. Thì chị phải trị cho cháu nó 6 tháng. 6 tháng xong rồi chị ngân kiểm chị nữa thấy hết rồi. Đúng rồi chị, tiền đâu mà chịu nổi. Mình cũng hết rồi, bán hết rồi. Em biết thời đó mà bán cái gì cũng tính bằng vàng hết. Ngưng cho cháu nó 1 năm sau nó phát bệnh lại. Nó phát bệnh lại nặng gấp 2 lần như vậy. Xong rồi chị lại quay lại bác sĩ Quý. Thì bác có nói vậy nè, là do chị không chị dứt cái gốc. Cho nên là bác mới nói là bây giờ có chịu trị không. Chị chịu trị thì bác sẽ làm cho tới khi nào mà bác báo là dứt cái gốc rồi thì lúc đó sẽ ngưng. Chứ đừng bỏ giống gì nữa, nó phát lại nữa còn mạnh hơn nữa. Chị nói chịu chị thì lúc đó hai chồng chị mới quyết định bán cái nhà mình đi. Tới mà khi mà bác nói là hết rồi thì cả nhà cùng khóc. Nên đó là lý do mỗi lần mà Như đi là mẹ rất là lo. Từ nhỏ thì mẹ đã không ở gần ông bà ngoại rồi, Như chắc cũng ít ở gần ông bà ngoại đúng không? Con thì ngược lại, con ở với ông ngoại suốt luôn. À vậy á hả? Chứ tức là mẹ là phải đi làm, cho nên là mẹ gửi mình ở chung với ông bà nhiều như vậy. Mình chứng kiến ông bà rất là tình cảm với nhau, cũng như là những trận cãi nhau. Rồi ông bà nuôi mình vậy, có bao giờ mà tặng quà cho ông bà chưa? Có làm gì cho ông bà bất ngờ chưa? Nói chung thì cũng chưa có làm gì bất ngờ. Nhưng mà hôm nay con tính là có một món quà tặng cho ông bà ngoại. Quá tuyệt vời. Bây giờ mình xuống dọn cơm đi. Dạ. Món này là món ruột của ba chị đó. Vậy hả? Em thấy hình như món nào cũng món ruột của em á chị ơi. Em thấy món nào cũng thèm hết trơn á. Vậy đó hả? Mời mấy đứa ăn cơm. Ăn cơm với gia đình nữa không? Mời với Lan ăn cơm. Ăn bữa cơm vui với ba mẹ chị với dạ. Chị vui ha. Con mời cả nhà. Lâu lắm rồi Cô Thành mới được ăn cơm chung với một gia đình số 1. Hạnh phúc, hạnh phúc quá. Ước gì ngày nào bữa cơm trưa nào cũng có họp mặt vậy thì chắc khỏe hoài. Dễ thương quá. Nghe chưa chị sao? Em nghe mà em cảm động. Chị nói thử nghe nè. Cuộc sống bây giờ nó bề bộn mà mình cũng bề bộn theo, mình cứ bươn chải riết rồi. Nhiều lúc thật sự ra mà nói, nhiều lúc cơm mình ăn cơm mình dân ở ngoài nữa chứ đừng nói mà được bữa cơm. Lâu lắm mới về với ba mẹ, mà có chị thì lại vắng mấy ông anh, có mấy ông anh thì lại vắng chị. Đủ được. Bố hồi đó, bố lúc mà đoàn của mình mà bắt đầu bị rã đoàn á, là cuộc sống mình là bấp bênh đúng không bố? Đúng, bấp bênh. Lúc đó là khó khăn lắm. Rồi lúc đó là bố với má phải đùm bọc các con đi lên trên Sài Gòn là bắt đầu tạo dựng một cuộc sống mới. Thì cái giai đoạn đó nó khó nhiều không bố? Giai đoạn đó, giai đoạn sau này mà khi mà đoàn hát sau này mà bắt đầu lên Sài Gòn này, nó có khó khăn nhưng mà không khó khăn nhiều bằng cái giai đoạn mà đoàn, những cái giai đoạn mà đoàn hát nó rã nằm tại chỗ. Dạ. Nó cái đình Mỹ luôn á, chỗ đó là ba bố mẹ khổ nhất. Cái giai đoạn mà đoàn hát nhập với nhau để mà giải thể bớt nhưng kêu là bớt nhân sự, bớt nhân sự. Thì chị nhớ là ba mẹ lúc mà dẫn tụi chị về thì cái lúc đó là chị đã có gia đình rồi. Dạ. Nhưng mà trước đó thì ba mẹ đi thì chị không có đi theo, chị vẫn ở lại cứ. Thì khi chị lên Sài Gòn là chị nhớ hoài cái cảnh mà ba chị ở cái Hồ Kỳ Hòa bây giờ của mình đó em. Dạ. Là hồi đó là nó là một miếng đất trống.
thì chị không biết ba quen với cái chú gì đó thì lâu quá thì chị lúc đó cũng không có hỏi tên, nhưng mà biết là chú cho ba mẹ ở nhờ chỗ đó rồi dựng mấy tôn đồ lên thành một cái giống như một cái nhà giả chiến vậy đó, ở đó để bán cà phê dọc đường của cái đường 3 tháng 2 mình bây giờ đó. Đó là cái giai đoạn đầu tiên lúc mà mới lên Sài Gòn không có chỗ ở. Còn cái nhà vĩnh viễn là mình mua khi nào? Không, cái nào không có mua cũng mướn luôn. Mướn không nghĩa là ở cái Hồ Thị Kỷ á, cái vườn một Hồ Thị Kỷ á, ở mướn 3 căn, ở 4 năm mà 3 căn, rồi sau đây mới dời qua bên đây là đây ở 3 năm rồi đó. Vậy là cái nhà vĩnh viễn vẫn là nhà thuê? Thế vẫn chưa có căn nhà, chưa có đây, bây giờ ở đây mới được gọi là nhà. Hơn 60 năm hoạt động nghệ thuật và biết bao nhiêu khó khăn, biết bao nhiêu vất vả, biết bao nhiêu 40 lần coi như là chuyển đoàn, 40 lần nhảy đoàn. Trời ơi nha, được chưa? Mà cho tới giờ bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu vất vả mà nghệ sĩ Quốc Hành cho tới bây giờ mới được ở một căn nhà, nhưng đây là căn nhà của ông bà để lại. Đây thuộc về nhà từ đường. Nhưng mà nói như thế để là khán chia sẻ với khán giả, để khán giả hiểu rằng cuộc đời của nghệ sĩ phải nói là rất là khó khăn. Nhưng mà cái hay của ba chị cái là dù cực khổ cỡ nào chứ mà niềm đam mê nghệ thuật thì không bao giờ chìm. Nãy là trước khi nói chị là nghe chưa? Má Tư, gần đây nhất á là các thành viên trong gia đình của mình á hội về ăn cơm đầy đủ hết. Đó là dịp nào? Dịp đám dỗ. Là đám dỗ mới đây đúng không? Mà cái đó là ba mẹ yêu cầu hay là sự ý thức của các con cháu? Thì ý thức của mỗi đứa. Nó thành cái thói quen ngày dỗ. Má nói thiệt, con cái là tụ lại mà ăn gì mà mừng. Làm cái gì rồi mà có tụ về ăn là mừng. Có nhiều khi mới ngồi mới ngó. Gọi là gia đình hạnh phúc. Mới ngồi mới ngó vậy không? Hạnh phúc là đâu? Hạnh phúc là đây. Ngó tụi nó ăn mà mình mừng. Mừng mình no. Vậy đó. Hạnh phúc nó ngang á. Sướng á. Thường khi mà con gặp ông á, con sẽ hỏi ông nhiều về vấn đề gì ngoài sức khỏe? Dạo này có nhậu không? Dạo này có nhậu không? Lắm. Ở đây mà buồn là đi qua bên đây nhậu hết buồn. Hay không? Hoàng nhậu. Đúng. Hoàng nhậu. Nhưng mà mỗi lần á, con thấy á, ông lên phim, sức khỏe thì mỗi một ngày một lớn tuổi, thì con thấy ông như thế nào? Và cái cảm nghĩ của con, và cái cảm giác của con mỗi lần mà con nhìn thấy ông mình trên tivi với một ông già râu tóc bạc phơ như thế. Con không biết mọi người sao, nhưng mà thí dụ như mà con mà thấy ông ngoại con vẫn đóng phim thì con lại mừng. Tại vì như vậy cho thấy là sức khỏe của ông ngoại tốt. Tại vì nhiều khi ông ngoại thấy vậy chứ nhiều khi ông ngoại cũng yếu lắm. Nhiều khi kêu ông ngoại cũng ráng, gọi là ráng đi đóng. Ghiền á, gọi là ghiền đóng chứ không phải là vì tiền nữa. Đóng một phân đoạn gì đó mà nhiều khi con thấy là nó rất là thích tiền. Nhưng mà ông ngoại vẫn chạy luôn, chạy đóng. Nhi khi mà thấy ông ngoại trên truyền hình á, mình có một cái gọi đó gọi là tự hào. Giờ tại vì có mình chị ở đây, em cũng rất là mong muốn được ngồi với các anh, các anh để mà hỏi cho tới từng tuổi này có điều gì chị chưa làm được với bố mẹ không? Và chị rất muốn làm cái điều này cho bố mẹ. Cái mà chị nghĩ nhất á là khi chị học tốt nghiệp xong, chị lại bước đi gặp gia đình. Rồi chị lại ra ở riêng, không có gần cha mẹ. Có những lúc mình muốn, nhưng mà cuộc sống nó không cho mình làm như vậy. Đúng không? Cho nên là chị thì chị không thích nói, không có thích nói ra. Nhưng mà mình chỉ mong trời Phật giúp cho mình để mình có một cái điều kiện. Tại vì cũng nói là khi mà chị có gia đình thì chị cũng buôn ba, cũng làm ăn rồi cũng thất bại. Chính những cái thất bại đó nó kéo đi cho cái cuộc sống của chị nó gặp được nhiều cái khó khăn. Mà vì mình khó khăn rồi mình lại lo cái mưu sinh của cái gia đình nhỏ của mình, cho nên mình lại không có cái điều kiện để mình quan tâm nhiều hơn cho ba mẹ mình. Khi mà người ta nói câu là đẻ con gái ra là mất, chị nghĩ là đúng chứ không có sai. Nhưng mà ngược lại có một cái khác là chị nghĩ người ta nói là đẻ con gái được lo nhiều hơn thì là cũng lại đúng chứ không có sai. Bởi vì thật sự ra mấy anh chị á, thì lại không có lo chu đáo hơn. Thì mình dù mình ít lo nhưng mà cái sự lo lắng của mình nó tinh tế hơn. Thì chỉ mong một điều thôi là chị bớt nhiều được cái khó khăn của mình để mình có thời gian, có điều kiện mình chăm sóc cho ba mẹ được nhiều hơn chút. Đó là cái trắc ẩn trong lòng của chị mà chị chưa thực hiện được. À, giờ đây ngồi đây, vợ chồng già ngồi đây mà sức khỏe tràn đầy,
phải nói là sức khỏe tràn đầy luôn ngay giờ này á, thấy không? Là do đâu? Do nơi cái hạnh phúc của con cái. Con nó sống yên ổn, thấy không? Nó có gia đình, mỗi đứa đều có hạnh phúc, nó ổn định là tinh thần của ông bà già khỏe. À, cho nên cái sức khỏe ngày nay mà còn tồn tại như thế này là do đó. Cho nên cái con gái nó có hạnh phúc, nó ổn định hết. Mừng mà khỏe thôi. Ở tuổi này cái nào vui mừng khỏe như bữa nay ăn thấy ngon, thấy vui khỏe. Giờ mà nếu uống á, chắc uống được chừng kết. Thôi, con hai lon được rồi. Bây giờ là mình ăn cơm đi. Vậy nè, mình mà ăn không hết đó là mất công là người ta nấu, người ta nói. Ăn đi, ăn đi. Không ngon rồi sao không ăn thiệt đúng không? À, đúng không, bà Tư? Má đây. Ngon quá rồi, bây giờ em và Ngọc Lan sẽ mang đến một sự bất ngờ từ chương trình, đặc biệt đến với bố Thành và má Tư. Thì ngày hôm nay, ngay bây giờ thì bố và má sẽ nhận được món quà từ cháu ngoại của mình. Rồi, ra đi các con ơi. Trời ơi. Đây, đây. Cái gì à? Đây. Cái này là con gửi cho ngoại, ngoại đội lên cho bà ngoại nha. Rồi, đây. Nghĩ vậy, hôm hôm năm ngày cưới. Từ ngày cưới giờ chưa có hấp. Chưa hấp vậy? Chưa hấp không? Chưa có làm lễ hấp không? Thế bây giờ bữa nay là đặc biệt, cái ngày vui nhất trong cuộc đời thằng cháu ngoại, đằng cho ông bà ngoại với trước mặt mọi người, đó là một niềm hạnh phúc và hạnh phúc vô cùng. Cái này bà được rồi, vô cho cô dâu nè. Đây ngày đó nữa. Dạ rồi mình nè. Quá. Dạ đội cho cô dâu rồi phải không? Phải không? Bây giờ cô dâu đội rồi cho ông già. Tại vì con có lời muốn nói là trước giờ con thấy là ông bà ngoại không có cái gì gọi là ngày cưới, bôn ba cuộc sống cho nên không còn nhớ tới ngày cưới của mình. Thì con cũng không biết ngày cưới của ông bà là ngày gì. Con chỉ biết được là thám thính được thôi, là ông bà cũng lấy nhau cũng 61 năm. Mà này là lần đầu tiên con làm. Mong con chỉ mong muốn ông bà lúc nào cũng được hạnh phúc như vậy, trăm năm bền vững như vậy. Lúc nào cũng mạnh khỏe, sức khỏe dồi dào như vậy. Hạnh phúc và hạnh phúc. Ôm ông nghe đi. Khóc rồi kìa. Bà cảm động. 61 năm mới nhớ lại cái ngày hồi đó mà thật. 61 năm chưa bao giờ có mà biết được cái này, cái lễ đặc biệt, cái này cái đặc biệt nhất trong cuộc đời nha. Bây giờ ba với mẹ thổi nến. Cô dâu chú rể thổi nến nè. 1 2 3. Dạ. Sáu mươi một năm, tức là hơn một đời người để mà dành cho nhau, dành cho yêu thương nhau, và đến bây giờ là ông bà đang tận hưởng cái niềm vui, cái niềm hạnh phúc. Cái điều mà hạnh phúc nhất ở Thành trên thay mặt toàn gia đình cảm ơn chương trình thứ nhất, rồi cảm ơn Quốc Thượng với Ngọc Lan đã đến tận nhà mà chúc sức khỏe cho ông già, đó là niềm hạnh phúc vô cùng. Thành đã cảm ơn và rất cảm ơn nhiều. Kính thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình thì cho phép Quốc Thuận và Ngọc Lan thay mặt những người thực hiện chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà xin cầu chúc sức khỏe đến gia đình của bố Hữu Thành, má Tư cùng với các thành viên trong gia đình của ông. Thay mặt chương trình, Quốc Thuận xin cảm ơn quý khán giả luôn luôn ủng hộ và đồng hành cùng với chương trình.